Tuần trước chúng tôi có dịp gặp gỡ với tuyên chị báo chí truyền thông và anh em hoạt động trong giới truyền thông công nghệ, các blogger, các nhà review. Thì chúng tôi đã giới thiệu quý vị dãy sản phẩm Cramix Pro, Cramix 2017 và Cramix. Chúng tôi nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực từ quý vị, từ các anh chị nhà báo, anh em hoạt động trong giới truyền thông. Và ở đó thì chúng tôi có một điều rất là đặc biệt, nhưng mà tôi phải dừng đến hôm nay tôi mới có thể chia sẻ với quý vị. Đó chính là cái sự kiện ra mắt và công bố phân phối độc quyền sản phẩm Cramix 2017. Và chúng tôi xin một lần nữa bày tỏ sự biết ơn, sự cảm kích với những gì mà quý anh chị đã ủng hộ cho chúng tôi trong cái khoảng thời gian vừa qua. Movistar đã rất là ưu ái dành cho Thế Độc độc quyền sản phẩm này. Và đây các bạn ha, đây là sản phẩm Cramix 2017 và Thế Độc và Movistar sẽ làm với nhau trong thời gian tới. Thì sản phẩm này sẽ có bán tại kênh Thế Độc từ khoảng giữa tháng 11 tới, cụ thể là ngày 14 tháng 11 tới là chúng tôi sẽ bán sản phẩm này. Và cái offer dành cho 500 khách hàng đầu tiên mua cái sản phẩm này tại Thế Độc là một cái bộ quà cực là khủng ha. Đây các chị, một cái tai nghe rất là sạch điệu, một cái sạc dự phòng 10.000 mAh, một cái ốp lưng và một cái ba lô thời trang. Đây là dành cho 500 khách hàng đầu tiên. Rất mong là quý vị sẽ ủng hộ Thế Độc và Movistar trong thời gian tới ạ. Đây, tất cả những gì tôi có là đây. Mời anh trao lại cho 500 anh em đặt hàng đầu tiên. Anh có hứa là anh không? Rồi, rất là vinh dự ạ. Bắt tay.